Dự án xây dựng được thực hiện bởi công ty Icon, cộng đồng in 3D lớn nhất thế giới và bắt đầu in tường nhà tại Texas vào tháng 11 năm 2022. Những căn nhà được tạo ra bởi máy in 3D Vulcan rộng gần 14 mét và nặng 4,75 tấn. So với xây dựng truyền thống, công ty cho biết in nhà 3D nhanh hơn, ít tốn kém hơn, cần ít nhân công hơn và giảm thiểu lãng phí vật liệu xây dựng. Sau khi bột bê tông, nước, cát và các chất phụ gia khác được trộn với nhau và bơm vào máy in, một vòi phun sẽ giải hỗn hợp bê tông theo từng lớp dọc theo một đường dẫn được lập trình sẵn. Chỉ có các bức tường được in, phần móng và mái kim loại vẫn được lắp đặt theo cách truyền thống. Những ngôi nhà in 3D một tầng mất khoảng 3 tuần để hoàn thành. Công ty cho biết, các bức tường bê tông nhiều lớp được thiết kế để chống nước, chống nấm mốc, mối mọt và thời tiết khắc nghiệt. Hơn nữa, chúng cung cấp khả năng cách nhiệt tốt trong thời tiết nắng nóng của Texas, giúp nhiệt độ bên trong mát mẻ ngay cả khi máy điều hòa không bật hết công suất. Những ngôi nhà in 3D có giá dao động từ khoảng 450.000 đến gần 600.000 đô la Mỹ, tương đương 11,3 tỷ đồng đến 15,1 tỷ đồng. Hiện tại, 1/4 trong số 100 ngôi nhà đã được bán.